Cơ quan thống kê dân số tổ chức cuộc thi video thống kê dân số năm 2020. Cơ quan thống kê dân số của Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc trực tuyến để công bố những thí sinh đã thắng cuộc thi video thống kê dân số năm 2020. Đây là một sáng kiến mới của Cơ quan thống kê dân số Hoa Kỳ, sẽ trao tổng cộng 50.000 Mỹ Kim cho 3 video dự thi ngắn, hấp dẫn, có tác động và nhiều thông tin nhất, thể hiện tầm quan trọng của cuộc thống kê dân số năm 2020, đồng thời cũng khuyến khích người xem tự trả lời trực tuyến qua điện thoại hoặc là qua thư từ. Chương trình này sẽ giới thiệu một số trong hơn 750 video dự thi với hơn 10 ngôn ngữ, khuyến khích các cộng đồng hãy tích cực điền vào mẫu thống kê dân số năm 2020, bao gồm các video âm nhạc, phỏng vấn tin tức, hoạt hình và các hình thức khác nữa. 3 video xuất sắc nhất được một hội đồng giám khảo bầu chọn sẽ được trình chiếu. Các tác giả thắng cuộc sẽ nhận được giải nhất là có được 30.000 đồng, giải nhì là 10.000 đồng, giải cho các sinh viên và học sinh là 10.000 đồng. Kính thưa quý vị.